Cho tất cả các học sinh lớp 11, các em đang theo dõi video nghiêng giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11 được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Hôm nay thì chúng ta sẽ học bài cuối cùng của chương 1, chương điện tích, điện trường. Và bài học mà chúng ta cùng nghiên cứu đó là bài số 6, bài tụ điện. Trong bài học này thì nó sẽ giúp các em tóm tắt lại những kiến thức quan trọng như là định nghĩa tụ điện, điện dung, năng lượng của tụ điện, đồng thời khái quát các dạng bài tập cơ bản liên quan đến tụ điện nhằm giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức và luyện tập thêm. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chính, đó là phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa của bài này. Trước đó thì các em hãy cùng quan sát cho cô hình ảnh sau. Đây là gì nào? Đây là một số tụ điện. Và trên vỏ một tụ điện thì thường có ghi các cặp số liệu, chẳng hạn như là 10 microfarad đến 250V. Rồi, được chưa nào? Chúng ta đi vào bài số 6, tụ điện của chương trình vật lý 11. Trong bài tập này, trong phần này thì chúng ta sẽ có tổng cộng đó là 8 bài tập sách giáo khoa. Trong 8 bài tập sách giáo khoa này thì nó đã bao gồm một số câu lý thuyết giáo khoa, một số câu lý thuyết trách nghiệm và một số câu bài tập tự luận tính toán nhằm giúp các em ôn tập lại bài, vận dụng công thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem thử là bài tập 1 nói gì ở đây các em nhé. Chúng ta hãy cùng đi vào bài tập 1 nào. Tụ điện là gì? Và tụ điện thẳng có cấu tạo như thế nào? Tụ điện là gì nào các em? Đây chính là nội dung chính của bài. Vậy thì chúng ta sẽ có khái niệm của tụ điện như sau. Định nghĩa tụ điện. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích. Tiếp theo là gì? Dấu hỏi chấm tiếp theo người ta hỏi là tụ điện thẳng có cấu tạo như thế nào? Cô cũng trình bày luôn, đó là tụ điện được dùng phổ biến đó là tụ điện thẳng. Và cấu tạo của tụ điện thẳng thì gồm hai bản kim loại thẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi. Rồi, được chưa nào? Chúng ta sẽ kết thúc bài 1 ở đây. Rồi chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Làm thế nào để tích điện cho tụ điện? Và người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào? Hãy trả lời giúp cho cô câu này nào các em. Làm thế nào để tích điện cho tụ điện? Người ta làm như thế nào nhỉ? Suy nghĩ đi nào. Đó là muốn tích điện cho tụ điện thì người ta nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện. Nối cực dương sẽ tích điện dương, còn bạn nối cực âm sẽ tích điện âm. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 3 nào. Đây bài tập 3 như sau. Điện dung của tụ điện là gì? Điện dung là gì nào các em? Nhớ lại cho cô nào. Điện dung. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Và chúng ta có điện dung lúc này nó sẽ được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó. Tức là gì? C lúc này sẽ bằng Q trên U. Điện dung nó sẽ được ký hiệu là C. Thương số của điện tích của độ điện tức là thương số giữa Q và U. Từ đó chúng ta cũng sẽ có công thức tính điện dung của tụ điện thẳng, đó là C sẽ bằng epsilon nhân S trên cho 9 nhân 10 mũ 9 nhân 4 pi nhân D. Trong đó thì S là gì? S là phần diện tích đối diện giữa hai bản.
Rồi được chưa nào? Đây là những phần kiến thức quan trọng của điện dung mà các em cần nắm. Và chúng ta chuyển sang bài tập 4. Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì? Dạng năng lượng gì các em? Chúng ta sẽ có năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng của điện trường trong tụ điện. Tức là gì nào? Với kép sẽ bằng quy bình trên 2C. Nếu mình nhớ dùng cô công thức này ha. Công thức tính năng lượng của tụ điện với kép sẽ bằng quy bình trên 2C. Và đó là dạng năng lượng của điện trường có trong tụ điện. Chúng ta kết thúc bài tập 4 ở đây và chuyển sang bài tập 5 nào. Bài tập 5 là một câu bài tập trắc nghiệm. Đề bài như sau. Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Vậy thì phát biểu nào dưới đây là đúng? Các đáp án được đưa ra lần lượt sẽ là câu A. Người ta phát biểu là C tỷ lệ thuận với Q. Câu B. C tỷ lệ nghịch với U. Câu C. C phụ thuộc vào Q và U. Và câu D là gì? C không phụ thuộc vào Q và U. Trong 4 phát biểu dưới đây sẽ có một phát biểu đúng và hãy chọn cho cô phương án đúng nhất nào các em. Anh C này nó sẽ có những mối liên hệ gì với Q và U? Đó là chúng ta sẽ có điều gì nào? Công thức tính điện dung của tụ. Hãy nhớ lại cho cô công thức tính điện dung của tụ nào. C sẽ bằng S trên K nhân 4pi nhân D. Như vậy thì giữa Q và U với C thì nó có một mối liên hệ nào không các em? Với K thì bằng 9 nhân 9 và C không phụ thuộc vào Q và U. Vậy thì phương án đúng ở đây sẽ là phương án D. Còn các đáp án còn lại là A, B và C đều không đúng. Bài tập 5 các em phải chọn phương án D cho cô. Rồi chọn D cho bài 5 và chúng ta tiếp tục cùng chuyển sang bài tập số 6. Đề bài tập 6 như sau. Trong các trường hợp nào dưới đây, ta không có một tụ điện giữa hai bản kim loại là một lớp như thế nào? Các đáp án được đưa ra lần lượt sẽ là câu A giữa hai bản kim loại là một lớp mica. Câu B một lớp nhựa polyethylene. Câu C là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn. Và câu D là một giấy tẩm paraffin. Paraffin này là cái chất mà người ta làm nên nến đó các em. Vậy thì giữa hai bản kim loại sẽ là cái lớp nào để mà dưới đây thì chúng ta sẽ không có tụ điện? Cùng suy nghĩ nào. Cô sẽ có đó là gì? Giữa hai bản kim loại là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn thì ta sẽ không có tụ điện. Cô phát biểu như vậy đấy. Và vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì. Vì sao? Vì giấy tẩm dung dịch muối ăn là một vật dẫn điện. Vậy cho nên phương án đúng ở đây sẽ là phương án C. Còn các đáp án còn lại thì sao? A không đúng, B không đúng và D cũng không đúng. Hãy chọn phương án C cho cô ở bài tập 6 các em nhé. Và tiếp tục chúng ta sẽ kết thúc nó và chuyển sang bài tập số 7. Đề bài tập 7 như sau. Trên vỏ của một tụ điện có ghi 20 microfarad đến 200V. Nối hai bản tụ điện trên với một hiệu điện thế 120V và tính điện tích của tụ. Câu B là tính điện tích tối đa mà tụ tích được. Hãy cùng đặt bút suy nghĩ và làm bài tập 7 cùng cô nào.
Đối với câu A, người ta yêu cầu chúng ta tìm điện tích của tụ thì chúng ta sẽ áp dụng công thức như thế nào đây? Câu A, điện tích của tụ là áp dụng ngay cho cô công thức Q bằng C nhân U. C có chưa và U có chưa? U đây, U bằng 120V. C đâu các em? 20 microfarad. Vậy thì 20 microfarad thay số về cho cô. Nhân 10 mũ trừ 6 U bằng 120. Bấm máy dùm cho cô biểu thức này thì nó sẽ ra được kết quả bằng 24 nhân 10 mũ trừ 4 coulomb. Đó chính là đáp án của câu A. Và chúng ta chuyển sang câu B. Điện tích tối đa của tụ là tính như thế nào đây? Rất đơn giản, chỉ cần một công thức. Q sẽ bằng CU max. U max đâu các em? U max đây này. Đây này, U max này 200V đây này. Như vậy thì lúc này nó sẽ bằng 20 nhân 10 mũ trừ 6 nhân 200. Và nó sẽ bằng 4 nhân 10 mũ trừ 3 coulomb. Và chúng ta giải quyết xong câu A và B của bài tập 7. Tính điện tích của tụ. Vô cùng đơn giản đúng không nào? Chúng ta sẽ dừng bài tập 7 ở đây. Nếu như bạn nào mà có thắc mắc thì có thể để lại comment bên phía dưới bài giảng thì cô sẽ xem và trả lời giùm cho các bạn ha. Chúng ta chuyển sang bài tập 8 luôn nào. Bài tập 8 có gì đặc biệt? Vì bài tập 8 là bài tập đánh dấu sao. Đánh dấu sao thì có phải là nó khó không? Chúng ta hãy cùng xem thử nhé. Trước tiên, đề bài như sau. Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 microfarad với hiệu điện thế 60V. Sau đó thao tụ điện ra khỏi nguồn. Chúng ta hãy cùng giải quyết câu A và câu B trước. Ở đây còn một câu C nữa, nhưng mà chúng ta cùng đi câu A và câu B trước thôi. Đó là tính điện tích Q của tụ. Và tính gì? Tính công mà điện trường trong tụ sinh ra khi phóng điện tích delta Q bằng 0,01Q từ bản dương sang bản âm. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ và đặt bút làm bài tập 8 giúp cô nào. Cái nào dễ thì làm trước. Đầu tiên thì chúng ta tính cho cô điện tích Q của tụ trước đi các em ha. Đó là gì nào? Câu A, chúng ta sẽ có điện tích của tụ là Q bằng C nhân U. C đâu? 20 microfarad bằng 20 nhân 10 mũ trừ 6 và U bằng 60V. Bấm máy dùm cho cô thì lúc này nó sẽ bằng 12 nhân 10 mũ trừ 4 coulomb. Đây chính là câu A, rất là dễ. Cô có nói rồi, cái nào dễ thì các em cần phải làm trước để chúng ta lấy điểm. Cần câu B, tính công. Tính công mà điện trường trong tụ sinh ra khi phóng điện tích delta Q bằng 0,01Q. Lúc này thì chúng ta sẽ có, vì delta Q này rất là nhỏ nên sự thay đổi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là không đáng kể. Do đó thì công của lực điện sinh ra là, chúng ta áp dụng công thức nào? A sẽ bằng delta Q nhân U và bằng 0,01Q nhân với U bằng 60V. Tức là bằng 0,01. 0,001, của xin lỗi, 0,001 nhân với Q. Em Q chúng ta vừa tính trên này là bằng 12 nhân 10 mũ trừ 4 thế này. Và anh U thì bằng 60V. Và kết quả chúng ta ra sẽ là 72 nhân 10 mũ trừ 6 joule. Đây chính là công mà điện trường trong tụ sinh ra. Các bạn nào cần ghi chép lại không nhỉ? Và tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu C của bài tập số 8. Đây, xét lúc điện tích của tụ chỉ còn bằng quy trình 2. Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích delta Q như trên từ bản dương sang bản âm. Lúc đó chúng ta sẽ có câu C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ khi Q phẩy bằng Q trên 2 là gì nào? U phẩy sẽ bằng Q phẩy trên Q nhân U, mà Q phẩy thì bằng Q trên 2. Tức là lúc này Q U phẩy sẽ bằng U trên 2, là hiệu điện thế lúc sau. Có được điều này để làm gì? Thay số vào cho cô. U phẩy bằng 60 trên 2 bằng 30V. Rồi để đây. Tiếp tục,
yêu cầu bài toán tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra. Công A phẩy lúc này sẽ bằng delta Q nhân U phẩy. Delta Q có chứ nào các em? Nó sẽ bằng 36 nhân 10 mũ trừ 6 joule. Và chúng ta kết thúc bài tập 8 ở đây. Các em thân mến, vậy là chúng ta đã đi xong bài tập 8, cũng là lúc mà chúng ta kết thúc các bài tập sách giáo khoa của bài tập số 6, bài tụ điện. Đây cũng là bài học cuối cùng của chương 1, chương điện tích điện trường. Sau khi kết thúc bài này thì các em sẽ chuyển sang chương 2, đó là chương dòng điện không đổi. Thì sau khi hoàn thành xong bài tập, các em cần phải hoàn thành ôn tập thêm cho cô, đó là ôn tập lại về cấu tạo của tụ điện, kích thích điện cho tụ và biểu thức đơn vị của điện dung. Đồng thời nhận biết được một số loại tụ điện trong thực tế và giải được một số bài tập về tụ điện. Các em hãy cùng đón xem video tiếp theo, đó là video hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa vật lý 11. Bài tiếp theo, bài 7, dòng điện không đổi và nguồn điện, bài học đầu tiên của chương 2. Được phát hành trên kênh YouTube Học 247. Và đừng quên bấm subscribe kênh cũng như chia sẻ và mời bạn bè cùng học các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.